sư Nguyệt Anh, soạn giả Nam Xuân Thọ, ấn hành năm 1957, nhà xuất bản Những Mảnh Gương Tân Việt, tủ sách Nam Hà Thư Tịch, trích luận. Một trong những nữ sĩ nổi tiếng ở năm trung kỳ về trước, được người đời nhắc nhở nhiều, phải nói là Sương Nguyệt Anh. Nữ sĩ là người có tâm trí cao khiết, tài đức hơn người, nhưng cảnh ngộ thì đớn đau, làm bầm dập tấm lòng người trong cuộc. Cùng giống đa tình, cùng loài đa cảm, nhân thích cái thú ngồi bên đèn đọc những cổ kim giai vận, rung động vì đường tơ nức nở trong giai điệu đàn lòng. Chúng tôi xin soạn thành một tập phong lưu vật sự, để cùng chia mối cảm với người xưa, góp với người nay chút tài liệu về thơ văn của phụ nữ Việt Nam. Tác giả Cẩn Ký, Nam Xuân Thọ. Nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, tên thật là Nguyễn Xuân Khuê, tuy nhiên, trên bia mộ thì là Nguyễn Ngọc Khuê. Bà tự là Nguyệt Anh. Ngoài ra, bà còn ký nhiều bút hiệu khác như Xuân Khuê, Nguyệt Nga, Nguyệt Anh. Thuở Xuân Xanh đang độ, Nguyễn Xuân Khuê lấy hiệu là Nguyệt Anh. Đến khi đứt gánh nửa chừng Xuân, bèn thêm vào ở trước biệt hiệu của mình một chữ Sương, thành Sương Nguyệt Anh, nghĩa là quá phụ Nguyệt Anh. Nội tổ của nữ sĩ là Nguyễn Đình Huy, hiệu là Dương Minh Phủ, quán xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Năm 1820, ông được bổ làm thư lại ở Văn Hàng Ti tại dinh Tả Quân quận Công Lê Văn Duyệt. Thân sinh của nữ sĩ là Nguyễn Đình Chiểu, hiệu Trọng Phủ, tự là Mạnh Trạch. Ông sinh tại làng Tân Khánh, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Nguyễn Đình Chiểu đỗ tú tại đời vua Thiệu Trị, về sau nức danh Trung Nghĩa, sảo thông dịch học, toán bốc nho y đều thạo, lừng tên tuổi với các bài văn tế nghĩa sĩ và trứ tác văn thơ rất nhiều. Đặc biệt, được truyền tụng nhiều nhất là bản thơ Lục Vân Tiên. Nữ sĩ là con gái thứ năm của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Người chị thứ tư của nữ sĩ là Nguyễn Kim Xuyến, học hành cũng giỏi. Hai chị em đều hay chữ, giỏi thơ, gần xa xưng tụng là nhị kiều thời bấy giờ. Cụ đô Nguyễn Đình Chiểu dời về ngụ ở Ba Tri, sinh nhai về nghề hốt thuốc và dạy học. Lúc bấy giờ, trong vùng có trường của quan ngự sử Lê Đình Lượng nổi tiếng lắm. Đám học trò trường ấy, đôi ba anh ngắm nghé hai cô gái cụ đồ. Nặng lòng yêu cô năm Nguyễn Xuân Khuê nhất, có hai anh Giảng và Sương. Vốn là thầy thuốc có danh, ngày nào cụ đồ cũng có kẻ đón người đưa, ít khi cụ ở nhà. Thế là dịp tiện cho hai anh Giảng Sương lui tới trêu ghẹo cô năm, mượn tiếng chơi cờ và luận thi văn. Nhưng lòng hai anh quyết bạo dạn ngỏ lòng ướng ý, xem đại gương có soi đến dấu bèo không. Sau khi cờ tàn, thi ngâm đã mỏi, Giảng Sương bèn ngỏ lòng cùng lúc. Thuyền quyên chỉ có một, mà anh hùng đến những hai. Cô năm đành ngẩn ngơ ngỏ ý mình, ra một câu đối rằng: Đặng tiểu quốc, sự tề hồ, sự sở hồ. Nghĩa là: Đặng quốc xưa nay phận nhỏ nhen, trên chi tề sở ép hai bên, quay đầu với sở, e tề giận, ngoảnh mặt về tề, sợ sở ghen. Câu đối ra, hai anh Giảng Sương nhăn mặt khốn khổ, nhưng rồi thì anh Sương cũng ra đối lại: Ngã đại trường, phạt quách hỷ, phạt sở hỷ. Nghĩa là: Có ai đương nổi gậy dài ta, ngang dọc tung hoành đủ lối mà, đánh quách ghê hồn quân xếp giáp, phá tan quân sở tiếng đồn xa. Nghe xong câu đối, cô năm đỏ bừng mặt, lững thững vào buồng. Lát sau, cô sai người trao cho Giảng và Sương một mảnh giấy với hai câu thơ tuyệt bút, lai láng ý sâu: Chiêu quân nhan sắc nghe ra uổng, Tây tử phong lưu nghĩ lại buồn. Năm 24 tuổi, Nguyễn Xuân Khuê sánh duyên cùng vị phó tổng Nguyễn Công Tính, sinh được một gái. Nhưng chẳng bao lâu thì chồng mất, nửa chừng Xuân đau khổ muôn vàng. Năm canh thức nhấp năm canh những,
nửa gối so le, nửa gối chờ. Vườn én rủ ren trên lối cũ, canh gà xao xác, dục tình xưa. Chính trong lúc này, ông bướm xôn xao trêu ghẹo, và cũng là lúc mà Nguyễn Thị nêu cao gương tiết liệt cho đời sau chiêm ngưỡng. Lúc bấy giờ, huyện Mỏ Cày có thầy Bảy, vì tiếng tài sắc của Nguyệt Anh lan xa, nên thầy đã lên tiếng ngỏ lời bằng 4 câu thơ. Ai về nhắn với Nguyệt Anh cô, chẳng biết lòng cô tính thế mô. Không phải vải chùa toan đóng cửa, đây hồng ngấm nghé bắc cầu ô. Nguyệt Anh đã đoan trang trinh liệt họa và gửi đi rằng: chẳng phải tiên cô cũng đạo cô, cuộc đời dâu bể biết làm mô. Lòng sườn dầu trách còn kêu lòng, ô bịt vàng rồng tiếng cũng ô. Nữ sĩ Nguyệt Anh đã giải bày rằng: thân lòng dù chỉ có trơ mỗi cái sườn thì đời vẫn gọi là lòng. Cái ô dù có đem bọc vàng rồng thì ô vẫn là ô. Tứ đẹp ý cao, một tấm lòng trong thân sạch, thà cam chịu làm chiếc lòng trơ sườn, quyết không khứng chịu tiếng cái ô, dù đem vàng rồng tô điểm cũng mặc lòng. Để tách bạch bày tỏ tâm trí của mình, Nguyệt Anh còn họa thêm rằng: phải thời cô quả, chịu thời cô, chẳng biết tuồng đời tính thế mô. Dòm thấy bụi trần toan đóng cửa, ngọc lành chi để thẹn danh ô. Nhưng nào có hết đâu kẻ trêu hoa ghẹo Nguyệt. Ông Phủ Học cũng góp phần cùng trai tráng đương thời tán tỉnh Nguyệt Anh bằng mấy câu thế này: phải gần với Nguyệt lúc lưng vơi, đặng hỏi hằng nga những sự đời. Ở hạ mây mưa còn kém sắc, về thu non nước tỏ cùng nơi. Hãy trông du lương xây lầu trước, hoặc đợi thanh liên cất chén mời. Vóc ngọc há sờn cơn gí bụi, tài tình rõ mặt khá đua bơi. Sư Nguyệt Anh liền trả lời bằng cách họa lại bài thơ và gửi trả ông Phủ Học thế này: đường xa vời vợi, dặm vơi vơi, nghĩ nổi mây xanh ngán sự đời. Biển ái sông ân còn lắm lúc, mây ngàn hạt nội biết là nơi. Một giây oan trái rồi vây trả, mấy cuộc tang thương há đổi đời. Trước quỷ mưu thần âu những kẻ, gặp cơn nguy biến khó đua bơi. Nếu ta hiểu cảnh ngộ của Nguyễn Xuân Khuê là cảnh đứt gánh nửa chừng xuân, thì ngâm đến câu một giây oan trái rồi vây trả, thì lòng ta ắt phải ngậm ngùi ít nhiều. Tuy nhiên, nữ sĩ dùng câu trước quỷ mưu thần âu những kẻ vì cho là ý tứ của ông Phủ Học thiếu đứng đắn, nên nữ sĩ nhận một nhưng lại hồi âm đến hai bài thơ cứng cỏi cùng lúc, khiến Phủ Học tắc hồng, hết dám cợt đùa. Rồi thì sang đón, ron ren, nhiều nhất lại là ông Bái Liễu ở Mỹ Tho. Trời đất ghen chi dự sắc tài, vườn xuân vội ú bảy phần mai. Gương loan sản sốt càng ngơ ngáo, phấn vẽ dồi mai lại kém phai. Lặng lẽ duyên hồng tơ tóc vắng, vẫn vương phận liễu tháng ngày dài. Bông đào bao thuở thay đôi lứa, nở để trăng thu bóng xế đoài. Nữ sĩ Nguyệt Anh kiên trinh liền họa lại rằng: tài không sắc, sắc không tài, lá uống nhành khô cũng tiếng mai. Ngọc ánh chi nại non phấn đường, vàng rồng há sợ mất màu phai. Ba diện trước đã xe tơ vắng, bốn đức nay tua nổi tiếng dài. Dẫu khiến duyên này ra đến thế, trăng thu dầu xế rạng non đoài. Về tác phẩm, sư Nguyệt Anh sáng tác rất nhiều nhưng không làm thi tập nên thơ bà tản mát khắp nơi. Chỉ còn lại số bài được biết như Vịnh Ni Cô, Thưởng Bạch Mai, Vua Thành Thái Vào Nam, Chinh Phụ Thi, vân vân. Và những bài vẽ như Về Tiểu Yêu, Về Thần Hỷ, Về Đánh Đề. Dù thê thảm nổi giường đơn quạnh bóng, nhưng Nguyệt Anh vẫn khăng khăng bền một tiết kiên trinh. Tấm lòng trong trắng ấy của sư Nguyệt Anh
hàm ngụ trong bài Vịnh Ni Cô rằng: Vắng vỏi xa gần tiếng pháp chung, tình đời ấm lạnh đã nguôi lòng. Âm thanh thăm thẳm trần ai lặng, các tịnh lầu lầu ngọc giá trong. Cánh cửa từ bi nương phận bạc, mảnh gương tế độ nhuốm màu hồng. Trời Tây biển khổ xem ngao ngán, tỉnh giấc hoàng lương nguyệt nửa vòng. Tuy đã nguyện với lòng ông nỗi đau riêng, Sương Nguyệt Anh vẫn không quên phận sự với non sông. Trong cảnh bốn chia năm xé, khi tiễn ông Trần Khải Sơ làm kinh lịch từ Bến Tre đổi về Sa Đéc, Nguyệt Anh đã ân cần khêu gợi tinh thần chủng tộc, nhẹ nhàng nhắc nhở cái thế thời vận nước rằng: Nhìn xưa dễ mấy hội tao phùng, Sa Đéc nay thầy tách cõi đông. Phong cảnh mặc dầu chia đất khác, nắng mưa đâu cũng đội trời chung. Quê người tạm gửi nhành dương liễu, đường hoạn xin trọn phận kiếm cung. Cái phận râu mày thì phải vậy, nặng bằng non thái, nhẹ bằng lông. Là vậy đó, Sương Nguyệt Anh dù là người luôn đề cao giữ tiết sạch giá trong, nhưng cái tâm hồn yêu quê hương đất tổ của bà không bao giờ mờ nhạt. Vào khoảng năm 1914 đến 1918, tình trạng cao điểm của hàng loạt người Việt bị đưa xuống tàu sang Pháp viễn chinh đã làm cho nữ sĩ thật chạnh lòng và chua xót. Bà đã gửi trọn cảm xúc của mình vào một bài thơ do chính người em của bà là Nguyễn Đình Chiêm dịch như sau: Cỏ rạp sơn thềm liễu rủ hoa, chàng đi bao thửa lại quê nhà. Nửa đêm trăng xế lòng ngao ngán, chiếc gối quyên gào lụy nhỏ xa. Ải bắc mây giăng che bóng nhạn, vườn xuân nắng tạc ủ mày nga. Nhớ nhau mấy lúc chim bao thấy, ngàn dặm lan quân biết chăng là. Cho đến khi cảm thấy cuộc đời không như lòng mình nghĩ, kẻ xâm lăng vẫn dối trá quanh, để càng ngày càng siết chặt gọng kìm cai trị, Sương Nguyệt Anh tấm tức hậm hực khôn cùng với bao nỗi niềm bối rối. Than cho sự thế cứ sai lầm, kẻ tạo bày ra chẳng dụng tâm. Cuộc ấy khốn hay cùng khó giải, tự tin ngờ vượt trốt tơ tầm. Chồng chết, để lại người con gái 3 tuổi duy nhất cho bà là Nguyễn Thị Vinh. Nữ sĩ ở vậy nuôi con đến khi không lớn và gả con gái mình cho nhâm sinh Mai Văn Ngọc. Không bao lâu, người con gái bất hạnh cũng sớm qua đời, để lại cho nữ sĩ một đứa cháu gái chỉ tròn 3 bữa, nhũ danh là Mai Huỳnh Hoa. Còn cảnh nào xót xa sầu thảm hơn nữa, Sương Nguyệt Anh buồn rầu bỏ quê lên Sài Gòn, ấy là năm 1917. Sau đó, được ông Lê Đức mời về và cho cai quản tờ báo Nữ Giới Chung. Từ ấy, Sương Nguyệt Anh chính thức góp mặt trong làng báo Việt, là nữ sĩ tiền phong trong buổi giao thời, cũng là vị nữ chủ bút đầu tiên làng báo Việt, sư mẫu báo chí của thanh niên nam nữ ngày nay. Và cũng từ đó, ngày bước vào làng báo, bao nhiêu nỗi thương nỗi thảm đời mình, Sương Nguyệt Anh đều vùi sâu tận đáy lòng, không hề viết một câu hay nói một lời nào than thở. Trái lại, bà dốc đem tâm huyết, đem tình cảm trong sạch phổ biến trong thi văn lành mạnh mà cống hiến cho nhân quần xã hội, tô điểm non sông đất nước. Dù ngòi bút của Sương Nguyệt Anh có khéo léo đến đâu, cũng khó thể lèo lái con thuyền báo chí non nớt lúc bấy giờ. Phần vì tình trạng độc giả cọc tràn lan, phần vì mật thám pháp cứ rình rập, nên tháng 7 năm 1918, tờ báo Nữ Giới Chung bị đình bản. Từ sau khi tờ Nữ Giới Chung đóng cửa, Sương Nguyệt Anh lâm bệnh, sức khỏe bắt đầu suy kiệt. Bà dẫn cháu ngoại về quê Ba Tri,
nương náu tại nhà người em út của mình là Nguyễn Đình Chiêm để chạy thầy chữa thuốc. Nhưng không lâu sau, đôi mắt bà bị mù lòa hẳn. Từ đó, sớm chiều, Sương Nguyệt Anh hốt thuốc dạy học và sáng tác thơ văn, sống quãng đời còn lại giống như thân phụ mình khi xưa là cụ Đồ Nguyễn Đình Chiểu. Sáng ngày 12 tháng Chạp, năm Tân Dậu, tức ngày 9 tháng 1 năm 1922, nữ sĩ Sương Nguyệt Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 58. Mộ của bà được an táng tại Mỹ Nhơn, nhưng được cải táng về nằm cạnh song thân bà vào năm 1959. Bà được yên nghỉ trong khu đền thờ và mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho đến ngày nay. Tòa đô chánh Sài Gòn đã chọn một con đường ngắn hẹp nhưng thật đẹp, với hai hàng cây cao vút hai bên, đặt tên bà, đường Sương Nguyệt Anh. Đẹp như danh tiết đức hạnh, như dáng dấp nho nhã ống yếu của bà, và đẹp như văn chương tao nhã của phụ thân Nguyễn Đình Chiểu truyền dạy cho bà. Một con đường yên ắng, như tính nết điềm tĩnh và hiền lành của nữ sĩ Nguyệt Anh, giữa phố xá huyên náo của đô thị Sài Gòn. Sương Nguyệt Anh, với cuộc đời quá bụa đang lúc nửa chừng xuân, nữ sĩ Sương cư thủ tiết, mặc cho sương xa bóng nguyệt ánh màu ngân, để cho phốc ngọc mình băng bạc khói trần. Sống cuộc đời cô đơn lạnh lùng chốn phòng khuê, tâm trí phải trải qua những giờ phút tê mê sầu thảm, nhưng vốn giàu nghị lực và lý trí hơn người, Sương Nguyệt Anh đã hoàn toàn quên mình, vượt lên cảnh trí cao sáng và đẹp, gửi trọn vào những án thơ lành mạnh mà đời sau vẫn mãi trân trọng lưu truyền và quý mến. Lừng danh tiếng nữ lang tài tuấn, Sương Nguyệt Anh chẳng hổ là con nhà thơ, hương cao khí tiết, gương tỏ đời nay trang tiết phụ, lâu đài tiếng tốt, tạc non sông.